Bây giờ là 6 giờ 55 phút và chúng ta sẽ có 5 phút để cập nhật những thông tin quốc tế diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 18 tháng 11 theo giờ địa phương thì hãng hàng không LATAM Airlines thông báo một trong những máy bay chở khách của hãng đã gặp một sự cố va chạm trên đường băng tại sân bay quốc tế Jorge Chavez ở thủ đô Lima, Peru, khiến cho 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi máy bay của LATAM Airlines đang cất cánh từ sân bay Jorge Chavez tới thành phố Juliaca thì va chạm với xe cứu hỏa trên đường băng và bốc cháy. Cả hai phương tiện đều đang di chuyển khi va chạm xảy ra. Nhà chức trách xác nhận toàn bộ 102 hành khách và phi hành đoàn 6 người trên máy bay đều an toàn. Hai người thiệt mạng là nhân viên cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa cho biết máy bay đã gặp vấn đề với bộ phận hạ cánh. Những hành khách có mã xanh sẽ được xe buýt vận chuyển tới một trung tâm y tế để kiểm tra phòng ngừa. Còn những người có mã đỏ, tức có vết bầm tím theo phân loại, đã được chuyển tới các trung tâm y tế tư nhân để điều trị. Jorge Chavez, sân bay quan trọng nhất của Peru, đã tạm ngừng mọi hoạt động đến 13 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Trong thời gian này, các chuyến bay được chuyển sang sân bay khác. Hiện vẫn chưa rõ tại sao xe cứu hỏa lại đi vào đường băng trong lúc máy bay đang cất cánh. Văn phòng công tố đang tích cực điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới sự cố đáng tiếc này.